thường trẻ em á ăn thịt nhiều, người lớn ăn thịt ít, ăn rau nhiều nên không có đường rượu, mà em bé ăn thịt nhiều nên không có hông được, nên uống cái này phải uống nước nhiều nha. Giờ mình sẽ lấy cái hũ đầu tiên in dâu này nha. Giờ mình để mấy cái này ra. Rồi mình quậy nha. Muỗng nhỏ hơn. Đây nãy mẹ mình đổ nước nhỏ. Đổ nước ít thôi đó. Rồi. Giờ mình quậy ra mình uống nha. Uống cái này ngon vậy lắm luôn á. Uống cái này vậy cũng tốt rồi, nhưng quậy mà tiêm trắng vô tốt hết tốt hơn nữa nha mọi người. Này ngon dữ lắm luôn á mọi người. Hửi rất là thơm luôn á. Nó có vị của dâu ngon lắm. Ăn dữ lắm luôn á mọi người.